tươi. Rồi chào chị cái Trang Nguyễn thì hạnh phúc nha, trời ơi, lắm la nhà em đi chị yêu ơi, trời ơi, tối tương tác một cái buồn kinh khủng với chị nè. Cái bộ này 120.000 nữa chị, em còn mấy bộ nha, em xem mình luôn 95.000. Rồi chấm like tặng cho anh xin nút chia sẻ luôn đó chị. Xanh nè, lửng xanh cho em gái, hàng mango loại 1 nha, bao chị mặc lên không có xù lông xù lá gì hết nha. Đó, lên cho em gái chốt mã bộ xanh cho em gái 95k. Rồi chấm like tặng cho anh xin nút chia sẻ chị. Tương tác không có là xuống like sớm đi ngủ sớm. Đó, lên cho em gái chốt chị yêu nha. Beo ren giùm em nè, không? Hàng đẹp như mơ luôn. Hàng đẹp như mơ luôn á chị. 95.000 chất vải lụa mango đẹp mắt lạnh phơi phới luôn. Rồi lên cho em gái chốt áo anh đang mặc là sọc xanh. Áo anh đang mặc là sọc xanh. Sọc màu ghi. 75.000 cái áo. Rồi lên cho em chốt mã xanh, mã duy cho em nha. Xanh riêu của chị. Rồi chào chị gái nha, Nguyệt Trần, chị Hoàng Anh, chị Thị Châu Lê, chị gái Tú Loan nha, chị Trang Nguyễn, chị Phúc Hoàng, chị Nguyễn Mai. Rồi chấm like tặng cho em xin nút chia sẻ chị Trần Hàn. Trời ơi dễ thương quá chị ơi. Áo em đang mặc là cái này phê cánh dơ, chị mình đừng có sợ rộng. Mặc nó rất là modern luôn cho em thế này. Rồi lên cho anh chốt mã này mặc sọc ghi chị vô nha, màu ghi nè. Lên cho anh chốt mã sọc đỏ cho em gái, có 75.000 cái áo mà chị. 75.000 cái áo cho em gái bao đẹp nha. 75.000 cái áo cho em gái, chắc của em gái bao em mình rất là đẹp luôn. Đó, comment cho em với chị yêu nha. Ai lấy thì comment cho em gái chốt 75.000 áo. Ai thích mã nào thì mình comment giùm em. 75.000 một áo chị mua. Rồi chấm like thì cạnh trang xin muốn chia sẻ. Rồi cái mẫu này 120 này em còn ở mấy bộ à, hồi trưa em bán sale á, còn lại hai màu. Em xem mình luôn là giá là 95.000. Cái này hàng lụa mango loại 1 cho em gái, thì mặc lên là không có bị nhăn nha. Riêng mẫu hàng bên em gái bán này em gái xem mình luôn không có bị nhăn. Hàng quả đẹp lắm. Đó, lên cho em chốt chị luôn nha. Sọc ghi chị Hân Hân nè. Rồi lên cho em gái cái này nè mấy chị. Comment cho em gái chớ mấy chị yêu đẹp quá. Chung chồng lên xe 3, xe 4, xe 5 chồng lên luôn đi. Chồng xe 4 riêng, chồng xe 5 chồng lên. Rồi lên cho em chào chị Bảo Bảo nha. Đó, lên cho em gái chốt mã beo. Cái này là 120 nè. 120 em gái xem mình luôn 95.000, còn được có 3 cái à. Còn 3 cái nó không có nhiều nha. Rồi chấm like rồi tặng cho em xin nút chia sẻ đi mấy chị yêu nha. Đó, chị đã xem cái mẫu đẹp cực kỳ luôn quá chị. Mặc lên đã không? Đó, lên cho em gái cái này lên chị yêu nha. Comment cho em chốt mã đen nè hả. Đó, cái nền đen đen cho em gái đeo vòng vàng. Đó, lên cho em chốt mã đen và xanh. Em còn hai bộ. Đen hoặc xanh cho em gái 95k. Đen hoặc là xanh cho em gái 95.000. Siêu đẹp luôn chị yêu em ơi. Mặc lên mắt lạnh luôn nha. Đó, lên cho em chốt mã đen và xanh. Đây là xanh cho em giá 95k.
xanh hoặc là đen cho em gái nha. 95.000. Cái đó hàng cánh dơ. Rồi em còn 3 bộ hàng ton. Em còn 3 bộ hàng ton này. Em còn 3 bộ hàng ton này nó chị yêu. Cho người ta đi nha. Tay dài 65kg đặt được có dùm em. 95.000 luôn. Ton nhung nè. Cái này size 4. Cái này size 4 cho em á chị. Em còn 3 bộ nha. Cái này hồi trưa em bán hết, còn sót lại 3 bộ. Comment cho em cái này chị yêu nha. Rồi chào chị gái Phạm Sương nha. Rồi chấm like và tặng cho em xin bước chia sẻ đi mấy chị. Mấy chị sao cái hàng ton thế này mấy chị mặc lên nó mát lắm. Nó mát cực kỳ là mát luôn. Rồi lên cho em gái chốt chị yêu nha. Hoa đỏ. Nền xanh hoa đỏ dùm em gái bao sam luôn chị. Đã lên cho em chốt mã hoa đỏ dùm em. 65kg chị yêu nha. 65kg mặc vô tư luôn á. Đã lên cho em gái chốt xanh hoa đỏ. Cái giá của nó chị gái xem nè mấy chị. Người ta bán tới 165.000. 165.000, 170.000 đó mấy chị. Còn có 3 bộ à. 95k. 95.000. Rồi chấm like là tặng trang xin lúc chia sẻ cho mấy chị đi. Chấm like là tặng trang lúc chia sẻ nha. Rồi lên trang giá chốt mã xích cho chị yêu ơi. Lên trang chốt mà lập thể cho em gái luôn. Cái còn có 3 bộ chị. 95. Lên cho em chốt cho tùy theo. Lên cho em chốt lại lập thể chị yêu nha. Ai lập thể nên cho em chốt lại lập thể cho em gái rất là dễ thương luôn. Hàng này 165, 170.000 một bộ như vậy mấy chị ơi. Em còn 3 bộ thôi nha. Cái này size 4. Đẹp lắm. 65-67 kiếm mặt thượng luôn. Rồi lên cho em gái chốt mã tím cho em chị yêu nha. Kho tím cho em là hết còn 3 bộ đó. Chị lấy hôm nay cho em gái chốt 95.000. 95.000 lập thể giùm em. Rồi chấm like và tặng trang xin nút chia sẻ đi quý chị. Lập thể 65 đậu yến mà. Đẹp lắm. Rồi đậu yến lập thể. Rồi tím chị tiếp Trinh Phạm là hết. Cái này em còn có 3 bộ à. Số 5 cái mặt vô tư. Em còn cái ton dài này. Em còn cái ton dài này mấy chị. Còn mấy bộ mình đã xem mình luôn 85.000. Dài luôn chị nha. Em có size 4 và size 5. Size 4 cái mẫu này nhỏ hơn. Size 4 cái mẫu này nhỏ hơn cho em là 60kg mặt được. Còn cái size 5 lên cho em gái chốt chị ra nè, size nhỏ nè. Rồi 47kg cho đến 60kg mặt vừa. 85k. Em mặc lộn được cái áo. Lên cho em chốt mã vàng. Hoa vàng cho em gái là 85.000 hàng ton luôn. Cái này hàng ton ăn đông. Cái hồi này là ton da. Ton nhung chứ là ton hơi da. Đó lên cho em chốt chị yêu nhắn vàng. Vàng hoa đỏ này là size 4. Nhưng mà cái mẫu này size nhỏ hơn cho mình 60kg mặc được. 85.000 kiểu này. Rồi lên cho em là chị yêu nha. Cái này là vàng size số 5. 65kg mặc được mới cho em 85.000. Đó lên cho em chút mã vàng số 5 cho em 85k. Mấy chị những cái mẫu này chị, cái vải nó mát lắm. Mặc lên mỏng nó nhanh nha. Rút nhẹ cho em gái thôi, không rút nhiều đâu. Đó lên cho em chút mã vàng size 5. Em này mặc là vàng size 4 là size nhỏ luôn. Này là size 5, 65kg mặc được hết luôn. 65-67kg mặc được hết cho em. Còn gắn hoa là tặng trang xin lúc chia sẻ cho mấy chị nha. Đó lên cho em gái chốt mã hồng cho em gái size 5 luôn. Hồng này là hồng size 5 cho em gái luôn, rất là dễ thương. 85.000 bộ. Hàng dài mà em gái bán rẻ hơn là hàng liễn, hàng đùi luôn chị. Đó lên cho em gái chốt mã hồng size 5 dùm em nha. Ai thích cái này thì mình comment dùm em gái. Còn là hàng đẹp không á chị ơi. Còn là hàng đẹp, mẫu đẹp không luôn á chị.
À, thích khả năng comment cho em nha. Rồi chấm like tặng Trang xin nút chia sẻ đi mấy chị yêu ơi. Hồng năm cho Tiêu Lan chi 85. 85 ngàn Tiêu Lan chi. Đẹp lắm mùa yêu ơi. Tùy theo cá mà em gái theo vậy mấy chị. Rồi chào Dũng Minh Kim nha. Rồi chấm like tặng Trang xin nút chia sẻ đi mấy chị yêu ơi. Chấm like tặng Trang xin nút chia sẻ. Cái hồng ra này cũng đẹp lắm, yêu lên chơi lên, lấy người yêu. Lấy cái mẹ mặc, có 85 ngàn bộ đồ. Cái nền cái vàng ra mà cũng đẹp. Cái nền vàng nó vàng vừa vừa, nó cái hoa đẹp lắm. 85 ngàn bộ siêu đẹp luôn mấy chị. Đó lên chăm chút mã vàng 5 ngàn em nhé. Mặc lên thoải mái và đẹp lắm. Rồi chấm lo là bạn Trang xin nút chia sẻ đi mấy chị yêu. Đây cái hàng bom về. Hàng bom 135 em giá xe mình luôn 120. Cái hàng này em bán hết rồi. Đây là hàng bom. Em còn mấy khóa chị Phương vỡ mình bao nhiêu ký, chị yêu mình bao nhiêu ký để em cho chị xem. Cá con lửng hàng siêu thị. Đây lên trăm chốt mã khóa đỏ cho em gái 65 cái là mặt vừa 120 ngàn, chất vải cô tông xịn nha. Hàng có túi cho mình ở bên trong bên ngoài luôn chị nha. Đây lên trăm chốt mã khóa đỏ, em còn cái hàng ép đá cho mình. Đây em có hàng bộ này, hàng môn về mới tặng cho mình luôn. Lên cho em chốt số 5 ký size 4. Số ký cái hàng con size 4 rồi không? Hả? Con size số 4. Đó là lên cho em cái gì yêu nha. Áo khoác cho em giá số 5 ký mặc được đó. Nó rất là to luôn chị, màu đỏ này 120 ngàn. Đây cái hàng bông đồ bộ nè mấy chị, combi trắng cho em nhé. Cái này size 3 cho mình nè, 65 cái mặt mùi cho em gái xem 120 luôn. Hàng này em bán 135 ngàn xem 120 luôn. Đó lên trang chốt mã bộ trắng cho em, cái này vải đẹp cực kỳ luôn. Đây chị yêu nha, cái bộ trắng em gái xem 120. Đây hàng bông nè. Lên cho em chốt mã bộ màu da cho em giá xe 120 luôn. Bộ màu da cho em giá 65 cái mặt vừa 120. Đẹp xuất sắc luôn, có chị yêu đẹp lắm. Rồi bộ màu trắng, bộ màu da cho em nha. Rồi cái bộ màu xanh đậu cho em giá 120, mà đây size nhỏ hơn. Cái này size nhỏ hơn chị, xanh đậu này size 2. Là đây tầm khoảng 60kg mặt thôi nha. Lên cho em chốt mã xanh đậu size nhỏ hơn em nhái nè. Rồi 135 nhà em xem 120 luôn cho mình. Em còn 3 bộ 3 màu chị thích mình chốt. Rồi chấm like tặng Trang xin nút chia sẻ đây chị. Cái này à, cái này 65 ký thì em tới mình tên lẫn. Cho mình xem thích cái màu này, nói em gái cho chị gái xem nha. Hồng 85 nhà em bộ. Màu dâu thích màu nào nói đi em gái cho xem. Còn mấy cái là hết rồi chị. Lên trăm chút vàng, ngát vàng. Lên trăm chút mã hoa vàng, hoa vàng em. Rồi lên trăm chút mã xanh ngọc. Rồi chấm hoa cho em với chị yêu nha. Xanh ngọc, xanh biển. Thích cái hoa là nói em gái cho chị xem luôn nè. Rồi lên trăm chút mã gấu. Gấu chị, gấu nha, gấu. Cái mấy màu rồi chị ơi. Rồi đấy em hết rồi đó. Sao chị em còn được mấy bộ thôi là em gái hết nha. Mình thích cái màu này hay không thì mình chốt cho chị yêu ơi, đẹp đó. Rồi chấm like tặng Trang xin nút chia sẻ với chị yêu ơi. Em thật luôn, những cái mẫu này em bán quá trời bán luôn chị. Bán nhiều luôn những cái mẫu này nè. Bán hết sạch sẽ luôn á. Còn 1, 2, 3 hàng bom gái này ta xem.
Cho em cho em gái cái này để chị yêu. Bộ trắng cho em gái sơ mi nha. 65 cái mặt mùa đẹp lắm đó chị nha, không có mỏng đâu. Trời ơi bán là bán quá là bán rồi. Nên cho em gái chốt mã sơ mi trắng giùm em. Vàng với biển. Ba chị hoa vàng có tay. Cái mẫu hoa vàng này có tay. Cái mẫu hoa vàng này có tay. Gấu lửng sang 8 kg vừa. Số 8 kg là mặt size 5 cho em. Nhưng mà trên em còn hai màu, màu hồng. Ba chị yêu đẹp quá các chị. Đó, này là hoa vàng. Thì cái mẫu em đang mặc nó mùa đẹp, cái mùa lịch sự đó, 120 ngàn. Xanh. Đó, có hai màu chị gái có tay, cái mẫu này có tay nhé. Rồi, xin lần cho mình coi ok chị. Xanh biển nè. Size 4, 65 ký mặc được. Chị một cái tay dữ luôn lắm mấy chị mua. Đó, có xanh ngọc có tay nè. 65 ký mặc được. Rồi ai thích mình chốt cho em gái mấy chị nha. Thích mình chốt cho em. Rồi. Em mặc là set sơ mi trắng. Em mặc là set sơ mi trắng, 65 đấy là mặc vừa bên. Cỡ mất. Cũng cỡ luôn rồi chứ. Tưởng hết gọi luôn hết rồi chứ tụt cái này. Mẹ nó rộng quá tụt. Rồi đó chị xem thử ok năm chút nha. Ngọc. Hàng vải ton mà hàng ton mắt lạnh. Ton mắt lạnh nè. Ton mắt lạnh luôn hàng lượng. Rồi. Rồi vàng với lại xanh biển thì cái phương vải 85 ngàn. Nên hàng siêu thị vải cực kỳ đẹp luôn. Nên trang chút mã xanh ngọc cho em 85. Còn chị nào mình 68 ký cái này chị yêu anh. Chị gái Minh Ngọc nè. Con lượng 60 ký không em, cái này dùng mặt cũng được. Chị mặt cũng được. Em có size 3 nữa. Em có size 3 là 60kg quay về. Còn cái size 4 là 60-65kg mặc được cho em nha. À, 60kg màu tối không chị ạ? À? Không, riêng cái hàng con siêu thị này là không có cái màu tối. Còn được size 5 cho em, số 8, 70kg mặc được là chị yêu chị nào hỏi nè. Cái size 5. Cái màu ghi và hoa đỏ rất là sang luôn. Cái size 5 cho em thì em có cho mình cái này. Size 5 thì em còn 2 bộ màu hồng. Màu ghi nè, size 5. Đó lên cho em gái size 5 có màu hồng màu ghi. Quậy quá mà. Hết đã sợ. Màu ghi là size lớn với chị nha, size 5 luôn á chị gái thương vỡ nha. Cái màu ghi là size lớn mà size nhỏ chị yêu nha, size 5 mà size lớn á 70kg mặc được luôn á nha chị gái nha. Cái chị gái thương vỡ. Màu ghi là size lớn. Em có size 3 nữa, nhưng mà không có màu tối chị. Rồi mua cho chị đẹp nha. 85 ngàn mà chị. Cái này em có cái hồng này lớn như này. 75 ngàn cái mình minh trần. Áo phía sau là 75k. Em có mình là cái màu màu rêu đó. Cái màu rêu nè. Rồi em có cho mình là màu ghi nữa, màu sọc đỏ nữa. 75 ngàn. Cái áo sơ mi ở phía sau. Còn cái bộ ton này xanh ngọc chị đang mặc vừa không nhỉ? Được Thúy Trần, được chị. Chốt đi, vừa. Size 4 là vừa hết. Em mặc size 5 là 70kg mặc được cho em nè. 60-70kg mặc được cho em gái. Hồng. Cái này hồng size 5.
được chị Thúy chồng cũng này hàng siêu thị chị yêu xe ra đẹp lắm, nó đẹp lắm chị ơi. Đó rồi à, cho cá size 3 đưa mẹ size 3 đây, cá size 3 luôn chị yêu, cá size 3 luôn, cái hàng tôn thì mặt lên mát mà đẹp nữa. Cá giải tư vân size 3 rất là nhiều hình. Sau đây giải xem màu nha, màu hồng dâu, thích cái màu nói em gái cho xem, hồng dâu caro caro. Rồi tỷ chàng lấy này xanh ngọc 85, rồi lên cho em chút vàng xanh ngọc vàng chị, hồng hoa xanh nha, cho xem hết thích cái nào thì nói em cho lấy chị coi. Cái size 3 là 60 cân quay về cho em, lên cho em chút này chị yêu nha, lên cho em chút mã hồng nhí cho em chị nha, hồng hoa nhí nè, hồng hoa nhí cho em. Rồi xanh ngọc cho em gái, quần dài thì em có cái này, cho chị thêm áo sập màu ghi nữa nha. Đây lên cho em gái màu da, màu da màu biển các chị nha, màu biển là sập, cái size ta thì em còn nhiều sập này, lấy cái màu ghi đúng không chị nè. Rồi áo màu ghi nè chị gái thủy hồ, áo màu ghi thủy hồ 75 ngàn. Rồi sập xanh, sập đỏ, sập đen, sập là em có ba sập cái chị Bình Minh ơi nè, sập màu ghi nha, sọc màu ghi cho em nè, đó chị gái thủy hồ. Rồi em chào chị nha, Ngọc Anh nha, chị Bình Minh lấy cái mẫu nè, chị Bình Minh ơi cho chị xem cái mẫu đó chị Bình Minh nha. Rồi sọc xanh, sọc đỏ, chị Bình Minh lấy sọc đỏ, sọc ghi với lại sọc riêu đi chị, chứ không có cái sọc à, sọc kia đâu. Rồi chờ cái xíu em gái lên cho. Đó chị Bình Minh nè, mẫu em đang mặc là hàng siêu thị họ sale đẹp lắm luôn chị ơi, bán 100 mấy không đó. Đây em có mình sọc đỏ chị yêu nha, sọc đỏ chị đã sọc này đã sang Nguyễn ơi. Rồi sọc màu riêu trên canh, cho xem màu chị mình chốt cho em gái đi chị, hàng đẹp lắm, hàng chắc phải em bao cho mình hàng xịn nha. Đó sọc màu riêu cho em nè, vừa tay lỡ chị gái mặc lên thoải mái, thùy mị rất na cho em luôn. Rồi thích sọc nào mình comment em. Rồi em cảm ơn là sọc màu ghi, sọc màu ghi cho em nha, sọc riêu, sọc đỏ, sọc ghi, sọc vàng và sọc cam nữa. Ai thích sọc nào mình chốt cho em. Chị xem vàng hả? Xem vàng size 3 hay size 4? Đây chị, sọc vàng em gái luôn nha. Ai lấy sọc nào comment cho em gái chốt sọc, sọc vàng. Có sọc vàng, sọc ghi, đó thích sọc nào chốt. Sọc bộ đó shop. À sọc bộ đó là size nhỏ chị nha. Sọc thì 85 ngàn đồ bộ. Đồ bộ là 85 ngàn chị ơi, đâu 75 ngàn đâu. Bán cái lần này là bán lời có tí xíu đâu có lời nhiều đâu đó chị. Còn hàng là bom vậy là bị lỗ không đó nha. Đó lên cho em chút áo đi chị gái nè. Bình Minh này lấy cái màu nào chốt mà em đi chị nha. Bình Minh nè, em sẽ 5 ký mặt bao vừa, chị lấy màu nào rồi mấy nhìn em có 4 màu đó chị ơi. Rồi em lên mình cái nào chị nào đây, chị Phương bỏ đúng không, chị Phương bỏ xem vàng. Rồi chị Phương bỏ lấy vàng, xem vàng size 3. Hàng vải ton xịn mát lạnh. Vàng gái Phương bỏ nè. Trời ơi, này để in hình như hình con gái hay gì vậy ta, nhìn vô mặt giống hình con gái không phải. Đây chị đẹp không? Sang kinh khủng không đó chị? Dễ thương lắm. Cái gì? Đẹp lắm. Vàng size 3 cho em gái Phương bỏ. Bèo sai bèo, Phương bỏ xem ok chứ không có chuyện gì.
85 cho dùm em. Tao mời ăn cái gì ông nội? Tao mời ông ăn đó. Đi ăn rồi. Rồi, chị Bình Minh nè. Vàng size 3 và khuôn vỏ. 3 bộ 3 màu. 1 2 Rồi 3 bộ 3 màu, 3 áo chị ấy nè. Chị đây nè. Bình Minh đâu? Bình Minh Trần đâu? Quá trời Bình Minh. Rồi vàng chút chị gái Phương Võ. Vàng 85. Sọc 85 ngàn chứ không có 75 ngàn đâu chị. Ngàn to ăn đông nó mắc lắm chứ nó rẻ không. Đây em cá xanh biển. Bảy mươi lăm k hả chị? 75 kg chị, 75 kg không còn hết rồi. Đây xanh biển này, xanh biển size 3 đẹp lắm, xanh biển size 3 cho em nhá, cực kỳ đẹp. 85 ngàn một bộ. 75 kg xanh biển size 3. Cái này đẹp lắm chị Duy này, cái này đẹp lắm nè. Cái hồng ghi và riêu thì gái Phan Ngọc ghi và riêu ghi Phan Ngọc đi và đi. Em có áo màu nữa. Cái hồng này hồng size 5-70 kg. Chị mình bao nhiêu ký nói em gái đi, em gái cho xem. Đây chị xanh biển. Biển size 3. Cái lô này lô hàng siêu thị thì nhà nó sale chứ không phải là ăn đâu. Nó đẹp không có thu gì hàng ăn đâu chị ơi. Cái vải của nó đẹp lắm. Đó, cho chị đã xem nha. Nè, lên cho em giá chốt mã xanh biển nè. Đó, lên cho em chốt tím, chị yêu ra tím hoa xanh. Cái nền lên hồng hồng á chị, hồng hoa xanh cho em nè. Cái nền hồng cho em gái cực kỳ là sang luôn. Hoa xanh cho em ở size 3 nhé. 47-60 kg mặc được hết cho em luôn nè. Đồ ô nó sang cực kỳ luôn. Chị đi nghỉ đây mai làm. Caro em còn một cái. Rồi Caro em còn một cái. Chị là mình lấy mình comment cho em. Đó Caro em gái còn một cái. Ai lấy comment cho em gái chút. Còn một cái Caro. Em còn cái Caro 85 ngàn bộ chị. Rồi hồng hoa xanh nhẹ phương vỏ 85. Hàng vải to đẹp lắm. 85 ngàn bộ. Cái này xanh ma xanh nhẹ. Rồi chị nào mình lấy mình chốt nha. Rồi chấm like cho em gái, tặng cho xin nút chia sẻ với mấy chị yêu ơi. Rồi chấm like cho em gái và tặng cho xin nút chia sẻ. Mấy chị sao áo chị bán có 75 ngàn cái áo mà chị ơi, mà hàng vải đẹp như mơ luôn á. 65 kg đặt size 4. Đó lên cho em giá cho chị yêu nha. Lên cho em chút mã sọc vàng. Đã hả chị? Đã không còn.
Số 5 các bạn được size 4. Cái sọc vàng đẹp thế này. Số 5 cái mặt thoải mái cho em nha. Lên trang chút áo sọc vàng. Áo sọc vàng cho em gái 75. Đây cái bộ sọc hồng cho em 85.000 đẹp quá trời. Comment cho em gái chốt mã sọc hồng 40-60kg mặt đẹp. Đó, sọc hồng thế này mà không đẹp nữa thôi. Sọc hồng thế này mà không đẹp nữa thôi, nó đẹp cái gì luôn đó chị. 40-60kg mặt vừa cho em gái nha. Size 4. Cái này đã không có chị ơi, đã thì bán hết rồi. Đã cái đầu line để em bán hết. Rồi lên cho em chốt mã caro. Sọc hồng này size 3 chị yêu nha, chị gái Phan Ngọc nha. Cái này size 3, 60kg mặt được chị yêu. Số 63kg không có vừa đâu, 60kg thôi nha. Em đã nói cái số ký rồi. Sọc vàng 75.000 đó chị yêu. Chị anh Tạ Mai em có sọc vàng, sọc liêu, sọc đỏ, sọc ghi nữa 75.000. Và chị Sam nghĩa nó sọc hồng. Chị Sam nghĩa nó sọc hồng. Lân trang chốt mã caro. Caro cho em gái. Còn áo lụa, lẻ lụa không có thì hàng xanh. Trời ơi áo sợ gì bán áo nó ngoài ra có sao đâu. Hàng bán áo ngoài đâu có sao đâu. Các con cáo áo lụa không mà lên áo lụa để khách xem. Bên kia này. Đó lên cho em gái chốt mã caro. Cái lụa một bữa về nó đẹp nó đóng hết. Đâu còn sót cái nào không? Ba màu lấy màu nào? Em có màu rêu, màu vàng. Thì cái này là hàng siêu thị, chị yêu cái đẹp lắm luôn đó. Cho xem màu nó đủ màu thì chị lấy đủ màu về bán cho các 75.000 cái hàng siêu thị cho em. À chị gái hả? Chị Phan Ngọc không hết, chị Phan Ngọc. Cái áo sọc xanh bao lưng bao nhiêu? 75.000 chị. Cái đồ bộ áo á, áo lụa bữa lụa không sầm lắm mà. Cái áo là bên kia chứ ba tiệm bên này vậy ba. Ủa không bán hả cha nội? Đây em có sọc riêu rồi chị nha, sọc riêu. Không bán hả? Nhập về để một chỗ không nóng đi hả? Sọc ghi. Nhập mấy chục triệu, mấy trăm, 100 triệu về cứ để yên vậy đó, không có bán. Lên cam chốt mã sọc cam. Thích sọc nào chốt nha. Rồi không lấy vàng đúng không? Rồi nó ba cái. Lấy cam mới đỏ không? Chốt luôn, đỏ nè. Không lấy vàng là lấy cho mình là cam với lại riêu với lại ghi nha. Lấy đỏ không chị? Đỏ luôn. Không lấy nữa luôn chị yêu, không lấy nữa chốt luôn em luôn đi. Caro không có size 4 chị ơi. Đó lên cam chốt sọc đỏ đô nha. Sọc đỏ đô luôn á chị. Gần 70kg là không vừa chị, 65kg nó 3kg mạch vừa nha. 65-67kg mạch vừa, còn gần 70kg không có vừa đâu. Hàng siêu thị hàng mở cực kỳ đẹp luôn á. Rồi không lấy cái màu nào, lấy ba màu nàng chốt với chị yêu thôi. Rồi sọc vàng thì giá hăng hăng, sọc vàng đẹp lắm, một cái đúng một cái sọc vàng luôn. Cái này vàng đẹp chứ không phải là vàng tàu lao. Rồi hăng hăng nó sọc vàng 75. Lên trang chốt mã áo vàng cho em gái 65kg mặt vừa. Áo vàng cho em gái 65kg mặt vừa cho em gái.
đã xanh với xanh riêu. Rồi vàng cái hạnh, hồng hạnh. Em hót dễ ly lê, lên chăm chút mã nâu. Cái màu cà phê sữa. Chị Hà Khanh, sao bên này em không có số? Hình như mua hàng không cho số, không chút hàng luôn hay sao? Đó, lên cho em bên này, chị yêu nhắn cái này màu cà phê sữa cho em. Cho em xem lại mấy bộ lửng đi, chị lấy size nào. Rồi, chị lấy size Nguyễn, sọc riêu. Mời và đặt với bộ. Rồi, áo vàng không còn. Rồi nâu cà phê sữa với hồng hạnh, 75.000 cái áo đẹp lắm. Quá đẹp lắm, quá đẹp. Áo nhiêu ký vừa em, áo tùy theo áo chị, có size ra cái 75 kg luôn á. Lên chăm chốt mã vàng đá, vàng đá cho em 65 kg bạc vừa. Vàng đá cho em gái 65 kg bạc vừa em. Rồi chấm pha là chị Trang xin được chia sẻ với mấy chị gái ơi. Mấy chị gái của em ơi. À, số 3 là chị Phan Ngọc. Đây số 3 thì em còn caro. Chị caro này bán quá trời luôn á, khách mà họ vô mua 10 bộ không á chị. Khách em biết em bán hàng to rồi, khi em có hàng to thì họ mua rất là nhiều luôn. Khách em mua lần là 10 bộ không như vậy khách mặc đó nha. Nè mấy chị, 85.000 bộ cái bao hàng cho mình luôn á. Caro xanh. Giờ em cho chị gái xem đi, rồi chứ cái nào đó em gái là mở chị coi. Bây giờ mà nó mở tùm lum hết, nó công ship lắm chị ơi. Nha, đây cái màu biển nè. Rồi sọc chị gái nè ha. Hồng hạnh nè. Tại vì cái hàng tên này là khách đã mua hàng đã biết rồi. Em lên hàng tên là khách mua 10 bộ 10 bộ không đó. Rồi sập vàng vậy hồng hạnh, ok chị. Nè em có màu biển size 3 chị nha. Biển nè chị yêu. Em có biển nè. Rồi em có màu hồng dâu, thích màu này chị nói đi em cho chị xem nha. Hồng dâu. Rồi em còn cái này màu vàng nè. Da vàng chị yêu nha. Đó, đẹp lắm luôn. Rồi em có màu xanh ngọc. Em có màu xanh ngọc. Em còn cái xanh phói cho chị nha. Xanh phói cho em đi. Thích mà chị nói em gái cho chị xem. Chứ để mở ra tùm lum với mấy chị ôn. Nhãn với người da nó trời gai. Rồi chấm like rồi tặng Trang xin lúc chia sẻ nha. Sọc vàng 65 kg không còn. Đây cái này hàng lụa đẹp lắm luôn. Lụa mà em bán hết sọc sẻ luôn. Rồi caro với là xanh biển, ok chị. Caro xanh biển chị gái đẹp lắm luôn. Chốt 2 bộ rồi đi. Thì em bán hàng siêu thị là lâu lâu về là khách em chốt. Khách mua quen họ biết họ chốt 10 bộ. À, Đạt Nguyễn hả chị? Chị Hà Khánh. Rồi chị Phan Ngọc, rồi cảm ơn chị nha. Đây lên cho em chút này áo lụa này. Lụa đẹp lắm luôn á chị, thật sự luôn, lụa là bán hết sạch sẽ luôn. Bán hết sạch sẽ lụa luôn đó chị yêu ơi. Áo này giờ không có hàng đâu. 70 kg mặc được hết cho em. Lên giam chốt mã lụa cam cho em gái 70 kg mặc đẹp cho em gái luôn nha. Lên giam chốt mã lụa cam cho em gái. Rồi lên cho em chốt mã rút cho em nha. Rút này em có size 3 và size 5.
Size 5 cho em cái là 70kg bạc được luôn. Rồi em có rút thì em có 2 size. Rút thì em còn 2 size này, hàng vải lụa xịn nó có thêm mình luôn. Chị ơi còn sót lại 2 màu này. Em còn sót lại 2 màu thôi, những cái hàng lụa này em bán rất là nhiều luôn. Đó lên trang chốt chị ơi, lụa cam cho em là size lớn nha. 60kg trở lên đến 70kg mặc được hết cho em gái 75k. Rồi em có này là rút chị ơi nha. Rút này là em có size 3 và em có size 5. Em có size 3 là size 5 cho em, size 3 là 65 cân quay về cho em. Còn size 5 là 60-70 cái mặt được hết cho em gái luôn nha. Đó lên trăm chút mã rút cho em lấy hàng kèm ký giúp em với chị. Hàng sang đẹp lắm, 75.000 cái. 75.000 một cái áo bao đẹp. 75.000 một cái áo bao đẹp. Rồi cắm like cạnh tranh xin giúp chia sẻ đi với chị yêu. Rút size 30 Phan Ngọc. Có 75.000 cái áo mà chị yêu đẹp lắm. Rồi em còn rút size số 5. Em còn rút size số 5. Lên trang chốt mà áo trắng, trắng rất cho trân châu chị yêu nha. 65kg mặt vừa mềm. Rồi em còn rút size lớn. Lụa bông đi chị, lụa bông còn ít lắm chị ơi. Đó lên trang chốt mà áo trắng giùm em. Trắng này chị nào mình 65kg mặt vừa mềm. Cái mẫu trân châu cái này là em có được không? Trân châu đến hết xuống cái cổ mình luôn. Mà đính bằng mấy chị yêu nha, đính bằng mấy. Rồi em có trắng, em có đỏ, em có vàng và em có xanh cơm. Đó lên trang chốt áo em chị đỏ đô nè. Trắng đỏ đô cho em 65kg là mặt vừa. Cái lụa bông bây giờ là không có còn hàng nhiều để em coi nó còn không lên cho. Cái lụa bông thì em đã không có còn đó. Rồi gái nè, Thúy Thanh Hồ lấy trắng nè, 75kg thì em gái siêu đẹp. Rồi gái Ly Lê lấy trắng nè. Rồi chấm lo rồi tặng trang xin lúc chia sẻ với chị như rút nè, rút lụa, lụa xịn luôn đó chị, lụa xịn luôn đó. Rồi để em kiểm tra coi còn không nha, cái hàng này là hàng vừa bán và vừa đóng luôn chị ơi. Đó rồi rút cho anh Tạ Mai, em có màu đỏ đô, màu riêu, hàng trân châu đến bằng mấy hết cho em. Bằng mấy hết cho em gái nha, 65kg mặt được nha chị nha. Rồi mai tăng mua hàng cho xin số đó chị ơi. Mua hàng xin số đó chị. Hàng đính hàng trăm châu cho em gái. Bằng mấy luôn, bao hàng không có bị rụng hạt nha. Em gái bao hàng không bị rụng hạt của chị yêu nha. Cái này là hàng vải tầm ý đó chị nha. Không phải là hàng quên Việt Nam đâu, quên tầm ý đó chị. Đó em cái mình là màu đỏ, em cái mình là màu xanh riêu. Cái màu xanh riêu. Rồi em có màu vàng. Cái màu vàng là người mẫu mặc luôn. Đó. Lên cho em gái chốt của chị đẹp. Hàng vải von tầm ý. Rồi chị Mai Tăng. Trắng. Lên cho em chốt mã đỏ 65kg 75k. Rồi áo thích mã nào cảm ơn cho em. Giờ cái lụa này lụa bông lụa qua sợ không có còn. Bông lụa qua bán hết sạch sẽ rồi. Hãy
lụa đó em thấy không có còn hàng lụa luôn, hết tập thể lụa. Lụa không còn luôn á chị, tắm hết rồi. Rồi đỏ này hả? Chị Nga Nguyễn. Thì tầm ý chị sang cái mùa hè mặc được, mặc được quá chị, mặc mát lắm. Rồi lên trang chốt mã lụa màu da, lụa da là 65 cái mặc được cho em luôn, hàng thiêu hết cho em gái, vải cực kỳ đẹp luôn, còn ba cái lụa nha. Rồi lên trang chốt mã lọc thể cho em luôn, lọc thể cho em gái luôn, đẹp lắm. 65 cái mặc được giải khăn ngọc lụa hoa này. Rồi lên trang chốt mà lọc thể đi. Ai lọc thể men trang chốt lọc thể giùm em. Ta phun hết cao tiền mẹ cho nước hoa không? Nước hoa của mẹ. Ừ. Lên cho em cái chốt chị nha, lụa da chị Mai Tăng. Chị Nga Thanh trước chứ, sorry chị Nga Thanh. Chị Nga Thanh cá. Lên chăm chút lọc thể nè. 75.000 cái áo. Lọc thể thì gái Ly Lê em không. Cái này size 3 không chị? Size 3 là size nhỏ nhất anh em. Ồ đây lọc thể size lớn không chị Ly Lê ơi. Chị Ly Lê này là lớn thì mặc được không? Cái này size 60-70 kg mặc được luôn chị gái Ly Lê nè. Cái lọc thể là size lớn lắm chị. Size lớn, size 5 luôn. Size 5 luôn, 65-70 kg mặt. Lập thể là size lớn lắm, 65-70 kg mặt luôn. Lập thể là size lớn, 65-70 kg mặt luôn chị ơi. Được không mình chốt chị nha. Lên chăm chốt mã xanh, cái này là hàng lính 3D. Hàng lính 3D em có phải ép hạt luôn cho mình. Bự lắm đúng không chị? Cái lập thể rất là đẹp luôn á chị, nè mình lấy mình chốt cho em. Cái lập thể nó size lớn, size 5. Mua chị 2 vậy rồi, cái gì Ly Lê cảm ơn chị nha. Size bự đó chị. Phải 60kg trở lên đẹp quá đẹp. Có 75.000 cái à. Rồi lên kem chốt mã xanh giùm em. Bộ xanh. Xin lưng em còn không? Dạ còn. Chị Nga Thanh. Cái đó chị mặc đi chùa được hết cho em gái. Mình đi chùa bàn vậy kia chị. Mình mặc nó đẹp mà nó sao nó nhẹ nhàng vải nó mát lạnh luôn. Em có cho mình màu xanh đó, xanh không? Cái xanh gì nè? Cái này xanh biển hả? Xanh biển đi, là màu đỏ, màu cam, màu vàng. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu hồng. Đó lên chăm chút mã áo xanh. Còn bên chăm chút mã áo xanh giùm em. Áo xanh cho em gái 65 cái mặt ruột. Áo xanh cho em gái 65 cái mặt ruột. Cái này là cái hoa 3D của em. Hàng ép hàng hết cho mình luôn. Chất vải tầm ý cho em gái rủ và đẹp nha. Đó lên chăm chút mã áo trắng cho em chị yêu ơi. Lên chăm chút mã áo trắng cho em nha. Trắng em còn một cái này. Cái này nó bị dính bụi vô. Lên chăm chút mã áo trắng. Áo xanh áo trắng giùm em.
Rồi. Chị gái Nguyệt Đào là áo xanh 75k. Bộ lửng của chị bao nhiêu ký? Ít như. Rồi tránh em còn hai cái, một cái đang đặt nó bị dính bụi nó dơ rồi. Em còn một cái nó ai comment cho em gái chốt. 65kg mặc được. Lên danh chốt mã áo trắng cho em gái 65kg là mặc được. Rồi áo trắng chị gái nè. Trinh nè. Chị Trịnh nè. Chị gái chị Trịnh nè. Chị gái Văn Ngọc trước nè. Văn Ngọc lên trắng trắng. Trắng phải đẹp lắm chị ơi. 65kg mặc được nha. Rồi đó có thử quân. Bà coi thử đó tên gì vậy ba? Mối điện ra tên gì vậy ba? Con gì ạ? Con trắng. Trắng ạ. Điện đô tiên. Rồi vàng ngọc. Chị vàng ngọc cá trắng. Chị Trần Sa. Rồi thứ ba cái mặt được cái chị gái nha, mặt được. Rồi chị Trần Nguyệt em còn lại được không? Trần Nguyệt nha, cái này nó bị dơ rồi, nó dơ bụi em bỏ ra. Cái này được không chị gái Cao Nguyệt Trần? Em còn tránh kiểu này nè. Chị xem được ok không chốt, quả đẹp lắm. Ba chị thấy không, bán hàng đôi khi có nhiều cái, rồi đôi khi người ta ship hàng họ bỏ em không có thấy thôi. Chứ những cái hàng dính bụi dính dơ các bạn bỏ ra hết mà. Đó. Đúng không, gái Nguyệt Trần chốt cái này nè chị. Cái này em mặc thì nó dơ. Nó dơ nhưng mà giặt nó ra. Nó dơ mà mặc giặt nó ra hết. Rồi, rồi Nguyệt Trần ok chị nha. Còn mấy cái để mai coi ấm mấy cái mai lai ấm điện. Đây chị yêu chị gái Nga Thanh nè. Bộ này mấy chị nha, bộ đẹp lắm. Cái bộ này chị gái nha, em nói không có sợ lạnh gì đâu. Cái hàng này em bán hàng loại 1, ăn đông nó xỉ tới 290.000. Một bộ đồ thế này cho em, giá mà em xe có 120 thôi mấy chị. Đó, em cắm màu hồng nha, em cắm màu hồng. Em cắm màu hồng rồi chị ơi. Xem màu thích màu nào chị nói em cho chị xem. Em có màu cam. Em có màu hồng, màu cam, màu xanh sơn canh. Và em có màu đỏ. Chị Nga Thanh thích màu nào? Nói em gái lên cho. Đỏ. Em có đỏ thì chị ở đô nha. Màu cam. Màu đây màu hồng, dâu. Rồi em còn bộ màu vàng. Cái vàng là vàng tay dài. Vàng nhá. Vàng. Hai lại em có màu ghi nữa. Màu ghi và em còn hai bộ ghi tay dài. Em còn hai bộ ghi tay dài. Chị Trần Sa không có độc thể vậy đi nha. Chị Trần Sa mẹ đi Châu Pha mẹ đi ba. Châu Pha. Châu Pha. Đó chị xem màu hồng đúng không? Cái hồng dâu của chị đẹp. Em thật luôn chị, mình mặc cái chị đi chùa. Bộ đã bao nhiêu ký? 65kg mặc được hết cho em. Cái bộ này là em nhập hàng, nó chỉ sang hàng ăn đông, hàng tuyển không. Cái vải của nó rất là mềm. Mềm mịn cực kỳ luôn. Chị mặc cả ngày á, mấy chị mình đi chùa này kia, chùa bà. Rồi chị mình đi viếng mấy cô rồi này kia đó, chị mặc lên đẹp lắm. Nó vừa lịch sự mà nó vừa đẹp cho mình luôn nha. Đó, lên cho em gái chốt mã hồng. Số lông cái mặt được cho em gái, phôn đẹp cực kỳ luôn. Mình đi chùa chiền vẫn ok nè, mặt ở nhà vẫn đẹp cho em gái. Mình đi đâu mình cũng biết là kia mặt vẫn đẹp. Hết giờ họ đang mua em kiểu này cho em gái. Em đóng màu hồng dâu, màu cam đất, màu đã đô, màu ghi.
Duy là em có tay dài nhá. Rồi dễ Nga Thanh, cái màu hồng đẹp lắm, chị có 120.000 thì em bao hàng cho mình luôn. Hàng là hàng có, hàng là hàng sỉ 180, đừng nói là 180. Tại vì cái hàng vải loại 1 mấy chị rất là nhiều loại vải luôn. Mấy chị mua trên mạng mấy trăm ngàn một bộ, không bằng vải này đâu nha. Rồi vàng tay dài đâu có vàng tay dài. Tay dài là em có màu ghi tay dài thôi. Vàng tay dài hả? À đúng rồi, vàng tay dài nè. Giá ly lê nè. Cái bộ màu hồng hồi trưa em bán quá trời luôn á, nói thật. Nè, tay dài thì như mặc được hết chị ơi. Giờ là mua đen thành mặc tay ngắn cũng nhiều lắm, chứ không phải cần phải thiết tay dài đâu. 65kg mặc được. Em đang lên 65kg nè mấy chị. 70kg đâu ra. Tay ngắn tay dài được hết cho em. Bình Ngọc ơi, mua hàng cho em xin số thì chị yêu ơi, khách mới mua hàng mà không cho số cho đồ gì hết. Đỏ đô cho em. Đỏ đô em có tay ngắn và tay dài. Tay ngắn nha chị, lấy hàng cho xin số đó bà chị ơi. Đỏ đô em có tay ngắn và tay dài. Chị nghe Nguyễn nó tay ngắn và tay dài. Em thật luôn, đẹp lắm. Mấy chị mặc đi chùa, đi chiền, đi đâu cũng được hết cho em. Gái mặc ở nhà bà ok, đang hết bây giờ lên trên mạng luôn chị. Mà trên mạng chị mình sao chị mua hả, mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn một bộ đồ mà không bằng cái vải đâu. Cái xe 120.000 hả chị yêu nhắn. 120 cho em. Hàng vải đẹp. Rồi nha, chị đã Bình Ngọc lấy màu đỏ. Tay ngắn 120. Đỏ ngắn 120, ok chị. Đây cái màu này thì rất là hot. 65kg mặc vừa cho em. Chị Hương là người mẫu rồi. Chị Hương là người mẫu rồi, eo nhỏ xíu à. Chị mặc được hết mà chị Hương. Rồi siêu mẫu, cứ comment là 67kg à. Thật sự luôn, cái chiều cao của phần eo của chị hả là bằng người ta 60kg thôi. Đây lên cho em chốt màu cam. Cái màu mặc lên sang lắm chị yêu nha. Và trên mạng rất là nhiều người mặc đi chùa em thấy nè. Đi chùa bà nè mấy chị gái, chị mặc lên trời ơi đẹp. Hàng này hàng vải. Cái này hàng vải lụa. Lụa satin mà loại 1 luôn. Sỉ nó bán tới 280.000 một bộ thế này. Trong shop họ bán tới 300 mấy luôn. Hàng vải rất là xịn luôn cho em nha. Hàng vải xịn lắm cho chị nha. Chị nghe lắm màu đỏ hả chị? Còn nghe màu đỏ tay ngắn không còn rồi. Giờ này đỏ tay ngắn không có còn. Em còn đúng một bộ đỏ tay dài. Đó. Bây giờ em còn đúng một bộ đỏ tay dài. Chị xem ok chị chốt. Không còn đã tay ngắn, hồi trưa em bán hết rồi. 120.000 mấy chị. Chị mặc lên đã tân khủng luôn á. Chất vải lụa măng, cái này là hàng lụa satin. Lụa satin loại 1. Lụa satin loại 1 cho em. Lên cho em cái chốt, cái này em mặc là mặc là màu cam. Cái 5kg là có màu đỏ này, em còn tay dài á. Chị xem ok chốt tay dài đi. Đẹp lắm. Thì nó khi khách hỏi mua, còn mua thì mua không có. Em còn cái vàng tay dài luôn nhá. Em có cái vàng tay dài luôn á, ai thích mình chốt. Màu ghi nữa. Đang cái màu ghi tay dài. Em có màu ghi tay ngắn và tay dài. Em có màu ghi tay ngắn và tay dài. Màu ghi cũng đẹp lắm chị. Đây.
chốt mã sọc đen 65 số, 65 kg mặt vừa. Rồi em không có thứ dài, chị là không có, chị không có nha. Đó lên cho em giá chốt mã sọc đen. Sọc đen cho em. Rồi lên cho em giá chốt này, chị yêu nghe em hỏi chị mà. Chị lấy em mới chốt, không lấy em không có chốt đâu, chị yên tâm. Đó lên cho em chốt mã trắng này nha chị nha, trắng trắng rớt vai đi. Trắng rớt vai cho em giá luôn, 75 ngàn, đẹp lắm. Áo trắng rớt vai Chanel, bao xịn luôn á. Bao xịn cho mình luôn, 75. Rồi. Còn cánh mình tưởng hết. Rồi lên cho em giá chốt này chị yêu nha, trắng tay đen. Trắng tay đen giùm em giá cho chị nha. Sọc đen cái bình bình ngọc. Sọc đen 75 ngàn luôn. Rồi cảm ơn là cho em xin chia sẻ cho chị. Đẹp lắm. Những cái màu này em có mặc hết. Cái sang. Rồi. Đây lên trang chốt là chị yêu nha, trắng nè. Trắng cho em giá chốt 75 trang. Bao đẹp luôn. Rồi trắng cho em trắng tay đen nữa chị nha. Đó, rồi lên trang chốt và trắng rớt khoan. Rồi em đã áo màu đen rồi 75 ngàn, bởi đẹp lắm chị ơi, mát lắm. Lên trang chốt mã đen phối. Đem khói cho em gái rất là dễ thương, hàng ép đá cho mình nha. Số 5 ký mặt vừa. Nó mát lạnh luôn á chị ơi, nó mát rời rợi luôn á. Nó mát chị không có nổi luôn á mấy chị. Đó lên trang chốt mã trắng thì là đem khói đi. Ai lấy mã nào là bên trang gói trước. Trắng này hàng ép đá cho em gái luôn nha. Lên trang chốt mã đem khói giùm em. Rồi đem khói cho em. Rớt qua được đi chị. Chị ra mình xa này có gì vậy chị? Chị muốn đổi là ngày mai chị đổi nha. Chứ giờ là em không có đổi được đâu. Vì là hàng ship lại hết rồi. Nhãn phối là cái gì? Rồi chị Hiền lên trắng tay đen nè. Chị muốn xa thì nói xa em hiểu á, trồng xa không đó của chị dùng lên khỏi đó. Lên chăm chút mà phói đi, trắng thì cũng đẹp mà có xấu đâu mà đỏ trồng. Còn em cho em giá chốt có chị nhiêu, trắng là cũng đẹp quá mà cái nào xấu đâu. Sọc đen còn không em? Dạ không. Bây giờ em còn trắng nước vai. Em còn cái đen khói. Đó, ai lấy gì thì chốt không em? 75 ngàn cái à. Rồi là em đã xuống like luôn. Facebook nó kém tương tác em đã. Rồi chị gái này là Trương. Đen khói không còn. Chị Lạc Trương nè. Chị Lạc Trương lấy cái mẫu luôn. Chị Lạc Trương đẹp lắm. Chị Lạc Trương. Em còn cái sọc trắng. Rồi trắng đá thì đen khói đã tầm sang. Trắng đá thì em còn cái mẫu này được không chốt? Chị Nguyễn Định. Chị Nguyễn Định được cái này không chốt thì Nguyễn Định nha. Có 75 ngàn cái áo chị ơi, bả đẹp lắm luôn á. Nè cái mẫu này với chị gái thấy không? Nó vừa có cái giọt nước vào phía trước nè, phụ kiện cho mình luôn, còn vừa ép đá nữa. Trắng nước vai không còn mà chị yêu, chị Lan em còn trắng đá được không? Em còn trắng đá hình trái tim nè, cái cổ tròn có giọt nước cho mình kèm mình phụ kiện cái vải của nó mát lạnh. Đó lên chăm chút mã sọc đen. Sọc đen cho em gái 65 cái là mặt vừa. Comment chăm chút mã sọc đen cho em gái chữ Chanel nha. Bảy mươi lăm ngàn một áo.
Rồi lên cho em chốt mã đi em tay lỡ. Đi em tay lỡ cho em gái hàng ép đá nó cho mình 3 chiếc lá. Rồi chị Lan Nguyễn lấy một cái này đúng không chị? Rồi Lan Nguyễn lấy áo trắng nè. Trắng thì Lan Nguyễn 75.000. Lên trang chốt đen lỡ cho em gái hàng ép đá luôn cho mình. Cái chị rất là dễ mà. Rồi sọc đen em gái chốt với chị gái Bánh Ngọc. Bánh Ngọc lấy sọc đen. Nó phó mình là hàng vỏ xịn đen luôn nha. Chanel nè. Mình Bánh Ngọc lấy sọc đen. Lên trang chốt mã đen tay lỡ. Đen tay lỡ nó phói. Rồi chị Hạnh lấy đen lỡ nè. Chị Hạnh nè, có cần khơi nè. Comment cho em đã chốt mã sọc đen. Rồi em gắt sọc vàng 75.000 cái thì ôi đẹp lắm. Rồi lên cho em chốt sọc đen hay sọc vàng giùm em. Cầm cho mình. Đen lỡ không còn gì Lan. Đó giờ em còn mình nha. Em còn sọc đen và sọc vàng 75.000 cái thôi chị yêu. Sọc đen sọc vàng. Rồi xem like chấm like tặng cho em xin biết chia sẻ. Sọc đen sọc vàng em nha. Màu view đẹp lắm chị ô. Cái màu view đẹp lắm luôn á. Còn caro lũng 52kg không ạ chị? Một cái sọc. Cho chị một cái sọc. Cho chị một cái sọc vàng xuyên Nguyễn. Một cái sọc vàng ok. Lấy hai cái để mai đơn chị nha, có một cái thì bên em gái nó xả hàng đó. Còn chị còn size em không còn caro nhưng mà em còn kiểu khác, không có vừa đâu chị nha. Xuyên Nguyễn nha, xả Xuyên Nguyễn nên mang sọc vàng mới liệu mà nó thành đó. Rồi sọc vàng 65kg thôi. Lê Ngọc Yến lấy hàng ra xin số đó chị. Comment cho em gái chốt mã xanh, xanh riêu. Xanh riêu em gái, hàng bánh Tân Châu. Bao xịn. Rồi Lê Ngọc Yến là lấy thêm cái luôn chị ơi, để may đâu. Rồi sọc vàng chốt chị nè. Thêm, chị nhận số bộ đồ và hai bộ dập ly. Dập quá cái quần nó số 3kg. Số 3kg nó nói chị sai bao nhiêu mình rồi chặt. Chứ là cái sai 36 là lớp ầm rồi chặt. Sai đại là 75kg chị. Dập ly là em đã nói rồi. Dập ly là chị có 60kg thôi. Dập ly 62 là 3kg làm sao mặc vừa. Em nói là mà dập ly là 60kg mặc mà 65kg làm sao vừa được đó chị. Rồi trần xa nè. Rồi dập ly đâu có cách nào mà em nói dập ly là 63kg đó chị vậy. Dập ly là em mà nói là 60kg quay về rõ ràng luôn. Em bán hàng là cái dập ly em gái nhớ mà. Dập ly là 63, 62, 60kg thôi. Làm sao dập ly mà 63kg mặc được. Dập ly là 60kg quay về thôi chị ơi. Dạch ly số 3 ký em chưa giờ nói dạch ly số 3 ký luôn. Cái hàng to 52kg em không còn có cho chị đâu, còn hoa thôi. Hoa xanh nè, vàng nè,
hồng nè. Trời ơi, đẹp đẹp không có chị. Caro nó màu đá hoài, không có caro. Rồi bây giờ em bán xuống la nha, hẹn gặp lại ngày mai đi chị ơi. Tương tác ra một kém nó chán buồn cũng chết à. Nhập ly chưa bao giờ em gái nói 63kg. Nhập ly là 60kg thôi, quay về thôi. Mai lên lại mấy chị ơi. Ủa, chồng em ảnh đâu có chốt đơn đâu. Trời ơi, chồng em là chốt đơn nên bà chị. Trời, chị hỏi đó, em là người bán hàng. Chị hỏi cái đứa nhân viên em làm sao được. Quần thun đen rồi, vải ok, nhưng nó khoét cái đấy hơi cạn khi mặc vào. Đấy cạn, vòng mông bị thiếu, lưng bị vặn, chùi ra phía sau. Chị mua thêm cái nữa, thích cái áo thun hay là thích cái nào? Lấy bộ xanh lá hoa nhí. Xanh lá hoa nhí. Phải cái này không chị? Phải này không chị? Ở Sam Nguyễn ơi. Còn áo trắng chị mua cái nữa. Áo trắng thì em còn cái áo này ở thun này chị. Trời ơi, khổ quá chị ơi. Cái bộ dập ly á là 60kg. Em bán hàng em nó trên live thôi. Còn những mấy đứa chốt hàng nó không có biết gì đâu. Còn ông chồng em là ông không có chốt hàng á chị. Ông làm việc lớn, ông chốt hàng á chị. Ông làm việc lớn không ạ. Ta chị gái ơi, được không? Cái này nè chị yêu nè. Chị gái Lạc Trương, cái này khác kiểu cho chị nè. Chị Lạc Trương, hai cái khác kiểu cho em gái, hàng ép đá khác kiểu hết cho mình luôn. Hai cái áo hai kiểu khác nhau. Chị Lạc Trương nè. Rồi ok chị gái nha. Chị Sang Nguyễn, 85k. À đẹp quá trời. Rồi, mấy chị biết sao em bán hàng trên live á. Mấy chị phải hỏi em cái số ký. Nhân viên em gái nó đố nó biết chất liền luôn chị ơi, nó không biết đâu. Rồi để Lạc chưa ok chị. Chị Lê Ngọc Yến ơi, cho chị gái xem nha. Lạc Trương. Lâu quá chị Lạc Trương. Chị Lạc Trương á, khỏe không? Lâu quá. Lâu quá ghé em bé ủng hộ em. Cái này được không? Bị lên Ngọc Yến. Tránh 3D đẹp lắm luôn. Tránh 3D rất đẹp luôn, chắc vải luôn tầm đi. Cái sọc riêu, em có màu riêu, màu đỏ, màu ghi, màu cam. Bộ xanh dương size 4 đi. Xanh dương size 4. Size 4 là bộ xanh dương đâu. Size 4 còn đúng 3 màu. Rồi, cảm ơn em, khỏe. Rồi gái này Lạc Trương đánh 3D nè. Chị size 4 còn màu vàng chanh. Em còn màu hồng dâu đi, hồng phó đi cho em nha. Rồi em còn cho mình là màu hồng. Rồi trắng ba đêm biết gãy Lạc Trương nè. Chị ơi, em chị thích cái nào luôn vậy? Lê Ngọc Hồng, Lê Ngọc Yếm. Mình thích cái nào thì nói em đi, thích cái vải gì đó em gái lên anh chị. Rồi cánh ba đêm gái còn 3-4 cái như chú chị nè. Cô Maria Dương nè. Cánh 3D là 70kg mà không vừa xuyên Nguyễn nha.
Trái của đây là 67kg mạch thôi. Cái còn 67kg cũng vừa đổi chị. Cái trong mà xả hàng của em Maria Dương nè. Hôm nay không có lên đầm. Áo màu xanh hiền mới. Mặc đồ còn không là cái nào, áo màu xanh nào. Còn nữa không chị, còn màu. Mấy hôm trước chị có mua phải Facebook. À vậy hả, ok chị yêu, ok chị đẹp. 70kg không có vừa được mà chốt chị ơi. Đây cái màu cam, sọc cam chú chị nè. Chị Sam Nguyễn nó sọc cam. Rồi sọc cam. Áo ba đây là màu gì hả? Ba đây là còn màu gì con? Nè ba. Gà này mẹ ra lớp. Áo màu cam 3D không? Trắng chị gái Lan Nguyễn. Rồi để em kiểm tra cái màu gì em thấy lên đầu nó. Em thấy màu da. Ta coi cái mẫu 3D đó ba. Cái mẫu này ba ta coi thử nó còn màu gì khác không. Cái hình lông tông này, cái hàng này đóng quá trời là khách sĩ nè. Ta coi cái hình này mẹ bên đó có hàng gì không. Lên trang chốt bản màu da. Cái này da in 3D dùm em. Hình con cong á. Comment trang chốt bản màu da 75.000 một cái. Còn mấy cái gì hết. Đây có cam với vàng. Đó màu da của Maria Dương. Lên danh chốt cam 3D dùm em luôn. Cái cam ở đây là size lớn là 70kg mặc được luôn chị nha. Mỗi em đang mặc là 65kg nha. Da cho em gái nè. Cái màu cam 70kg mặc được. Rồi da cô Maria Dương nè. Rồi Tuyết Trinh Phạm nè. Chị Trinh Phạm nè. Rồi chị Lê Ngọc Yến nè. Cái này nó không được. Vâng, em lên phần. Chị Lê Ngọc Yến. Chị Sang Nguyễn á, bao nhiêu giao luôn. Chị Nguyệt Đào. Chị Xuyên Nguyễn là 70kg, ok chị. Đây cam thì Xuyên Nguyễn anh có lấy cái gì size lớn đó nha. Có chị hai cái chị gái mặc đây đẹp lắm. Nè Xuyên Nguyễn là 70kg mặc được này, form lớn. Rồi màu da. Rồi dây gãy thanh tạm. Rồi hết thôi. Rồi cái này màu màu cam chị gái Xuyên nè. Xuyên Nguyễn nè. Cho chị gái xem cái mẫu 70kg nữa. Đen này là 60-70kg. Đen lụa. Đen lụa cho em 60-70kg mặt đẹp. Lên trang chốt mã đen lụa cho em. Đen lụa 60-70kg mặt đẹp. Cái này được không chị? Phải này được không? Thích 3D chị nói chị chọn cho chị yêu anh. Nè. Size 4 lửng hoa hồng. Rồi đen lụa, size 4 lửng hoa hồng. Cho cô, cho chị Nguyễn Định. Cái màu da không còn Định ơi. Chị Định nói không còn. Đây là chị yêu em còn chị này lên lửng hoa hồng. Số 5 tiếp này.
con 85 85. Rồi cô Maria Dương nè, đen lụa. Rồi cái 3D ok chị, 3D này nha, 3D là 3D đỏ nha. Chị Ngọc Thúy Phạm, trang này không có số, trang xin số chị Ngọc Thúy Phạm. Cái này chị gái Xuyên nha, chị Xuyên Nguyễn nè. Đây được không chốt. Sai lớn chị nạp được không chốt cho em nha. Đó 3D cho em cái nè. Đỏ 3D, em có đỏ 3D và tím 3D dùm em. Sai lớn với chị Yên. Em có tím 3D và đỏ 3D cho em cái sai lớn 60-70kg mặt vuông. Em có đỏ 3D và tím 3D cho em cái sai lớn. Lên trang chốt mã sơ mi vàng. Rồi em có sơ mi vàng. Sơ mi vàng cho em 70kg mặc được nha. Sơ mi này em bán rất là nhiều luôn rồi, mấy ngàn cái như vậy. Chị ơi em còn sót lại một cái nè. Rồi đeo lụa số 3 tí còn không, thêm cái nữa. Không chị em còn đã lụa. Em còn phải đã lụa được không? Đã lụa này sai lớn luôn, 60-70kg mặc được luôn chị. Em còn phải đỏ lụa nha, đỏ đôi. Em còn phải đỏ đôi chị. Đẹp lắm, đỏ lụa này nha. Đỏ lụa cho em nè. 60-70kg mặt được luôn. Rồi ai thích thì mình comment giùm em. Sơ mi giùm em. Rồi xong em cho chị gái nè, Lan Nguyễn. Lên cho em gái chốt này đỏ ha. Cái đỏ này em không còn đen, gái Ngọc Thúy Phạm ơi không còn đen rồi, em còn màu đỏ. Lên trang chốt mã vàng. Lên trang chốt mã vàng 3D dùm em. 3D vàng cho em với chị Dương nha. Cái cổ nó nè, tay lọ rất là dễ thương. Đã lên trang chốt mã vàng 3D dùm em đi. Đây này có sai đại anh chị. Còn sơ mi không? Lên chăm chốt mã 3D đỏ cho em gái này, phôn dài. Tay lỏ đẹp nha. Đó, ai thích mình comment cho em đi mấy chị yêu ơi. Đỏ đẹp lắm. Trời cái này đẹp quá trời, siêu mỹ không lấy. Em thiệt luôn, cái hàng đẹp quá trời luôn không lấy. 70kg mà có nó ra, lấy có một cái là ngày mai xả đơn rồi. Lấy một cái là ngày mai xả đơn hàng chứ không có chốt hàng. Tại vì mấy chị biết sao không? Có một cái hàng đâu chốt được đâu. Cái đó những chị đã lấy có một cái à. Vàng 3D em ơi ok, để em coi thử cái này được bao nhiêu. Để thấy sai nó không bự. Cái vàng này nó bị đụng hộp rồi chị. Em bỏ ra. Nè em bỏ ra kia rồi. Tên gì này? Thảo Lộc rồi. Để em đăng được bao nhiêu. Xuyên ơi, ngực là 104, chị mặc vừa cũng ngực không? Ngực là 104 đó chị. Chốt hai cái đi đơn.
Để em ra cái này thử này bự hơn không? Ngực 104 được không? Mình chốt cho chị nha. Ngực 104 số 7 cái mặt được rồi. Vô tư rồi, hàng ép hạt cho mình nè. Hàng ép hạt này chị. Form lớn nha. Chị thích cái nào? Thích cái này đây, cái này đẹp nè. Cái này hình con cong. Ngực 104 luôn á chị, eo cũng vậy luôn. Thoải mái. Cái này hình con cong, vàng con cong cho em nè. Lên cho em chốt vàng con cong nè. Đó, lên cho em chốt mã vàng bi giùm em. Không có lên dâm chị ơi, mà xuống like rồi. Chúng mình em gái xuống like rồi. Không có lên dâm. Có đó, hôm nay tương tác không có. Đó, chị thấy cái nào chốt nè. Cái gì? Cái gì có 9kg, để coi hồi nãy bao nhiêu ký hồi nãy nè. Hồi nãy 70kg, bây giờ 79kg rồi. Mai lên 89kg luôn. Thôi em gái xuống like đây. Mệt. Hồi nãy thì 6 ở nhiêu mà 6 có 9 kg. À hồi nãy là 70 kg. Bây giờ đã lên 9 kg rồi, ngày mai là 89 kg luôn á. Thôi mới xuống la đi nha, để xả hàng chị ra. Hồi nãy là 70 kg xong rồi tới 80 nhiêu, 70 kg xong rồi tới nhiêu, 79 kg, ngày mai 89 kg quá. Dạ được chị gái nha, chị gái là trương sa mạch nó rủ xuống nó rất là đẹp. Bao nhiêu ký mạch vẫn đẹp hết cho em gái hàng rủ và đẹp cho em nha. Ấm mơ hổ trời luôn á. Thêm bộ lửng ton size 4 màu khác đi em. Đây size 4 thì em còn cái này. Chị ha, có nhiều người bên like á, một cái like thôi hạ dự nhảy, hạ nhảy từ 70 kg 79 kg xong rồi tiếp tục là mai lên 89 kg nè. Em còn hai màu, em còn màu vàng và em còn màu hồng. Em còn màu vàng, em còn màu hồng cho em nha chị yêu. Em còn hai bộ thôi, lấy em lấy hai bộ luôn đi. Cái size 4 này em còn màu vàng màu hồng thôi. Size 4 này em còn màu vàng màu hồng thôi chị nha. Vàng và hồng. Hết rồi, cái hàng to lắm chị, em hết sạch á. Em bỏ vô rồi ba. Đây màu tối, em biết màu nào màu tối luôn chị. Em thì em biết màu nào màu tối luôn chị yêu. Rồi. Đó, cái màu riêu ở trên canh này người đẹp trần phụ. Ở vô bài lên xuống nè. Ừ. Rồi mà xuống lại luôn. Chị suy nghĩ nó sẽ ra đây. Suy nghĩ một cái áo sẽ như đây. Cái mà mới xả đâu có chốt được đâu. Rồi đây chị yêu trần phùng nha. Cái này em có cho mình là màu riêu. Đẹp lắm luôn. Mà rất là sang. Em có sọc riêu, sọc đỏ. Và sọc màu ghi em còn 3 sọc. Em gái còn 3 sọc đó. Thích màu nào mình chốt giùm em nha. Em có cho mình là sọc mà Thiên Nguyễn có một cái áo mà. Ồ, xả luôn rồi các bạn, có cái áo mà mang đâu chút luôn được đâu. Có mấy cái đó đó. Xăm Nguyễn Thiên. Biết rồi, đăng ký Thiên. Rồi thôi em gái xuống like đây, cả nhà của mình ngủ ngon chị yêu nha. Tạm biệt với chị yêu. Hẹn gặp lại ngày mai. Rồi trần phù nó màu riêu, thêm màu nào nữa không? Trần phù thêm cái đi. Đây, Thiên Nguyễn. Em hỏi
phẩm lên giùm, tối nay em sẽ bây giờ em bị xuống tay rồi. Đầm bi ở phía xa Thúy Trinh Phạm. Đầm cái gì trưa mai em cái lên chị ơi, giờ này mày đâu lên được đâu. Đầm Thúy Trinh Phạm, đầm 75k. Kéo chị to thì cũng kém quá trời luôn á. Hàng mình phôm lớn mình kém mà không cắn hàng luôn chị ơi. Rồi Thúy Trinh Phạm. Thôi để mai em gái lên nha. Cũng 10 giờ rồi chị vui ngủ ngon nha mấy chị. Rồi tạm biệt cả nhà của em nha, chúc cả nhà của mình ngủ ngon. Mấy chị sao bán like cực lắm chị, có nhiều chị á trời ơi, sáng á tối nó 65kg, mai là 7-8kg liền như vậy đó. Rồi em gái xuống like chị cho cả nhà ngủ ngon nha.